nhưng đồng chí Khiêm rất may mắn được ba bao lì xì. Là cái rồi. Đâu, xin mời đồng chí quay. Xin mời. Hãy đến với chương trình Chiếc nón kỳ diệu của Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98, Sư đoàn 36, Quân khu 2. Các bạn. Mất lượt. Nào đồng chí tiếp theo. Đồng chí Vinh. Nào đồng chí Cùng Tà Vinh sẽ là đồng chí quay lượt tiếp theo. Rất tiếc cần những người rồi. Mất lượt. Chúc bạn may mắn lần sau. Nào đồng chí tiếp theo, Nào tiếp tục. Nào xin mời bạn. Rồi, bạn nhận được một lời chúc mừng năm mới. Còn bạn nào tham gia trò chơi nữa không ạ? Rồi, bạn Hoàng Văn Hà sẽ người tham gia trò chơi quay vòng tiếp theo. Xin mời đồng chí. Như vậy là chúng ta là có 3 đồng chí, không một đồng chí đã nhận được chúc mừng năm mới. Còn 2 bạn để may mắn trong năm nay. Nào, xem bạn nhận được bao nhiêu nào? Chúc bạn may mắn lần sau. Xin cảm ơn.